sập sình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đà. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cau với trầu. Sập sình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đàn. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cau với trầu. Sập sình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đàn. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cau với trầu. Ơi,
tiếng hát em vang cả dòng sông. Dòng sông xanh xanh lên người, dòng sông xanh xanh lên nước mưa. Thuyền em trôi về bên mới, bên yên lành suối mái trèo bơi, bên thanh bình ta sống thành thơi. Làng quê ta đêm nay vui quá, rước em về trên chiếc thuyền hoa. Chất man dày đâu che khăn nịnh, đôi môi hồng mến cười tươi ta. Chợ quê xưa thành phố mới, rước em về con nước mừng vui, rước em về cho bên nghỉ ngơi. Thuyền hoa ơi dừng đây. Sáng em hơn cả vầng trăng. Rồi mai đây ta trở về nguồn, chờ yêu thương về qua bên xưa. Dòng sông ơi, thuyền hoa ơi, có em về cây trái nở hoa, có em về trăng sáng đời. Con ơi, nhà trai là hàng hai, chỉ bên gái kém gì đâu.
ngày trời mây. Bà hai đang nói với thầy Tam: tôi tính á, năm mà này đó cưới luôn cho thằng à Sáu. Anh tính cái cho rồi cái tôi với anh đây mặn xui. Ông xui cũng đang nói với bà xui: dâu giới để hiền nó xinh quá chị xui ơi, chứ ngày hôm nay chuyện sắp nhỏ nó xong à rồi, nếu tiện cái tụi mình tính luôn chuyện chị với tôi. Trăm năm duyên tình vững bền, thương nhau để trọn đời chung sức xây ngày mai. Tương lai chung một hướng đời, cho nhau niềm vui niềm tin yêu sáng ngời. Cho nhau môi mặn hướng nồng, cho nhau nụ hồng còn chính nguyên phơi phới. Sáng năm cho đời một tin mừng, con cưng đầu lòng là một bé trai thật là ok. Người đầu tiên.
chơi, chúc sức khỏe, gia đình, gia đình. Cảm ơn. Miếng trầu miếng cau ngày xưa ngày xưa, chữ tình chữ duyên ngày nay ngày nay, kết chặt bao trăm năm tình đôi lứa, hai họ tình thông ra giờ khăn khiết, sẽ kết sẽ tơ hồng đôi lứa nên vợ chồng, son sắt son đôi duyên trầu cau đình đăng duyên thắm duyên nồng, thuyền đã sang sông đậu bến uyên ương, đăng đăng đình đăng duyên tốt duyên lành, hạnh phúc trăm năm không hề phai úa. Miếng trầu miếng cau ngày xưa ngày xưa, chữ tình chữ duyên ngày nay ngày nay, miếng trầu miếng cau ngày xưa ngày xưa, chữ tình chữ duyên ngày nay.
tình yêu đưa anh vào hạnh phúc. Em và anh yêu thương và hy vọng, yêu nồng say bên nhau tình yêu ngất ngây. Ngày vui hạnh phúc có em và có anh, bên nhau ta ước thề mãi yêu và yêu mãi, yêu thương trọn muôn đời. Ha 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 ha. Ngày vui hạnh phúc có em và có anh, bên nhau ta ước thề mãi yêu và yêu mãi, yêu thương trọn muôn đời. Đời vang lên tiếng cười, hãy mang yêu thương chôn vùi đi nỗi đau buồn và cho nhau một tình yêu mới. Hãy vui lên đi cho tình yêu bước quay về, yêu nhau yêu đi em cho đời vang lên tiếng cười. Hãy mang yêu thương chôn vùi đi nỗi đau buồn và cho nhau một tình yêu mới. Yêu nhau đi em quên ngày tháng đang dần trôi. Vui lên đi em, tin đường đó ta thành đôi. Yêu nhau đi em, đắt đo bờ môi. Dù ngàn lần đời này, anh chỉ muốn yêu mình em. Hãy yêu nhau đi khi mùa xuân bước quay về. Tay em trong tay anh, cho tình yêu luôn nắm nồng. Hãy trao cho nhau, trao nụ hôn phút ban đầu và yêu nhau thật nhiều em nhé. Tình yêu bước quay về, yêu nhau yêu đi em cho đời vang lên tiếng cười. Hãy mang yêu thương chôn vùi đi nỗi đau buồn và cho nhau một tình yêu mới. Hãy vui lên đi cho tình yêu bước quay về, yêu nhau yêu đi em cho đời vang lên tiếng cười. Hãy mang yêu thương chôn vùi đi nỗi đau buồn và cho nhau một tình yêu mới. Yêu nhau đi em quên ngày tháng đang dần trôi. Vui lên đi em, thiên đường đó ta thành đôi. Yêu nhau đi em, xin đừng đắn đo bờ môi. Dù ngàn lần đời này, anh chỉ muốn yêu mình em. Hãy yêu nhau đi khi mùa xuân bước quay về. Tay em trong tay anh, cho tình yêu luôn nắm nồng. Hãy trao cho nhau, trao nụ hôn phút ban đầu và yêu nhau thật nhiều em nhé. Hãy yêu nhau đi khi mùa xuân bước quay về. Tay em trong tay anh cho tình yêu luôn ấm nồng. Hãy trao cho nhau, trao nụ hôn phút ban đầu và yêu nhau thật nhiều em nhé. Hãy
Chưa chưa ăn nhau cái phải. Chưa tao đi nhà thôi. Tao là làm. Em qua rồi. Thì hôm nay á, thầy đang ngồi nhà thái. Có vài những lớp có cái châu cũng luôn. Thì lên để châu cũng như ở đây là tấm như ở đây cũng truyền đánh giá tao ở đây. Thì hồi nhà thái và những lớp có cái châu cũng luôn. Thì đến gặp hồi nhà thái để chính chậu về huyện Nhân Tông. Thì được biết thì hiểu á hồi nhà thái có cái gì đó thái hoàn gặp bóng là ba gặp bóng đầu tiên nhưng ông ba cầu cố chủ bán anh nhóm trưng bày là nghệ sĩ thắng đàm thì cùng trong dịp này á để thi chưa đến mới là để thi chưa đến nhưng mà dùng đã là hôm nay đã gặp nhau đến ngày vui của cả cháu ngày vui của hai gia đình thì cùng là thay mặt hồi nhà thái á là xin gửi đến quý ông quý bà cả vợ cao niên toàn thể anh em cầu cố chủ bà họ đi đóng ở ngoài chúng ta nơi chúc mừng sức khỏe tháng năm mới sống hạnh phúc sống khỏe sống vui và là cảm ơn đi ai nữa thì đôi khi con cháu sau đi mà đã tới kỷ niệm 8 nhằm rồi bị chán không mất ạ tối thì hay như ngắn để như cổ cũng không ra đến đi ba đấy đi đó với cổ bạc đó nhưng mà nhiều khi cũng nhiều có hàng nghìn đám cưới luôn hạt kiểu với nhau là có người thì mình đầu mình đấy này cuối cùng là nhà này có nhiều đâu cả làm đi cái gì làm cái làm nhiều đi cuộc sống như thế này nhiều đến nơi công việc vẫn ăn kiểu đó trong á nhiều kia là nói chim đồ thì cả cũng như là diều tre là bé bé cơ bản là hoài tráng vừa nên nhiều khi nói nó nổi hoành cả người đông nhưng mà vừa đi mua thì nhiều anh thôi mình cả cũng nhầm nhưng cái đó nó cứ nói như chậu chắc nửa mà có được rồi miền ra nhà đâu đi bên con đấy á cơ cơ mà là nhiều nghe tất cả các thứ không được lại toàn bộ là cái đó nó cũng chấp nhận nữa này riêng con gái bên tôi á chồng lại mua đóng cái cục ghi hết rồi nhưng mà cũng chúng có dân toàn bộ bò của ta thì cả đóng được bây giờ là có những đoàn kết làm ăn là phải hoành tráng an khang thịnh vượng chúc các cô các bạn các cháu mạnh khỏe lời chào là có những chuyện gì đó hơn trái tim hai trái tim hòa cùng nhịp đập hai chúng ta chung một mái nhà là ngày hạnh phúc đang về bên ta từ trái tim đến trái tim trăm nỗi vui cùng ngàn tiếng cười ta nắm tay xin chào mọi người và tình yêu tới cho nhau một đời vui lên đi trong phút giây này ca lên đi cho tình xanh mãi đẹp đóa hoa hồng thơm ly rượu nồng rộn ràng ngày cưới từng ngày đời mong vui lên đi thỏa nỗi mong chờ cho quên đi bao ngày mong nhớ rộn rã cung đàn yêu thương ngập tràn một cuộc đời mới đang chờ đợi.
xin đưa anh về, về quê hương yêu dấu. Em xin đưa anh về, về quê hương tuyệt trần. Đèn trăng treo tút trên cao, ánh sao trưng muôn ngọn nến lập lòe đom đóm hoa đăng, rước dâu em đi vào làng. Em theo anh đi về, về quê hương ta sống. Em theo anh đi về, tình quê hương mặn nồng. Đồng xanh như gái chưa con, lúa nhung xôn xao chào đón. Bầy chim nghệ sĩ khoe khoang, thấy em đua nhau hòa đàn. Gió mát trăng thanh, ôi gió mát trăng thanh, dù tình ta như sóng dù con thuyền tình. Em thấy không em, em thấy không em, em thấy không em, quê hương ta ôi quê hương tuyệt vời, quê hương tuyệt vời. Nước mắt hoa thơm, ôi nước mắt hoa thơm, được tình ta đi tới giấc mơ tuyệt vời. Đường tre che mắt đôi ta, có con chim sâu chỉ lối. Vườn cau thơm ngát hương hoa, hỡi em theo anh vào nhà. Vườn cau thơm ngát hương hoa, hỡi em theo anh vào nhà. Đường tre che mắt đôi ta, có con chim sâu chỉ lối. Vườn cau thơm ngát hương hoa, hỡi con đường nắng đổ chang chang, gió miên man theo từng bước chân nàng. Đám cưới về trên thành đô. Hôm nay trông chú rể thật là hiền, trao bông tai nhận cưới dây chuyền vàng. Cô dâu xinh xắn bên họ hàng. Đám cưới về trên đường. Thank you.
bên sông, nhịp cầu đưa em qua phố đông, gặp người yêu bao năm mơ mong, để uyên ương đẹp đôi vợ chồng. Theo anh về phố chợ thanh thang, trên con đường nắng đổ chang chang, gió miên man theo từng bước chân nàng. Đám cưới về trên thành đô, hôm nay trông chú rể thật là hiền, trao bông tai nhận cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ
trường ra một hoành tráng nhất để chúc mừng cho lứa đôi. Chúc mừng cho mùi lương duyên của đôi bạn trẻ Hồng Lĩnh và Hà Giang ở quê hương hai xã Kỳ Lạc và Kỳ Sơn thân yêu. Nói thì tuy xa mà gần và tuy gần mà xa, chính tình yêu đã xây cho mối lương duyên của hai bạn đến được với nhau. Và ông Tô Hồng bà Nguyệt Lão đã chấp cánh cho tình yêu của hai bạn từ nay nên nghĩa vợ chồng. Lời đầu tiên cho một không khí rất hạnh phúc và long trọng tại hôn trường của cô dâu và chú rể. Cho các ban tổ chức, chúng tôi xin được gửi những lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất đến đông đảo quý vị quan khách gần xa. Những ai đã bất chút thời gian vàng ngọc của mình không quản đường xá xa xôi và cách trở, tôi tìm về tổ nữ hạnh phúc để cùng nhau chứng kiến buổi lễ thành hôn này. Kính chúc cho quý vị có một buổi trưa thật là vui vẻ, tràn đầy niềm vui, niềm hạnh phúc. Và cũng xin được chúc mừng cho gia đình và chúc mừng cho cô dâu và chú rể bằng một tràng vỗ tay thật lớn đối với quý vị. Thưa quý vị, đúng là như các cụ thường có câu, ai chấp cánh để cho chim bay về tổ và ai mở đường cho tuổi trẻ họ gặp nhau. Lính yêu giang trong tiếng nhạc ban đầu và hôm nay anh chính thức đón em về trong một niềm vui hạnh phúc của ngày cưới. Và từ đầu chương trình tới giờ, tiếng nhân nhịp đã xôn xao đầu ngõ trên quê hương của đội một Lạc Thanh thân yêu. Để anh đưa em về và hai họ chúng ta đón một niềm vui. Chúng ta đang dành những bản nhạc thật rộn ràng, thật hoành tráng nhất để chúc mừng cho cô dâu mới và chú rể hiền. Con bầu trời của quê hương Kỳ Lạc thì thắm hương ngọt ngào. Cô dâu và chú rể thì quý vị cũng thấy nở những nụ cười thật xinh xắn nhất trên đôi môi của mình để gặp cha mẹ và chào các anh các chị, chào cô mô với các dì thân thương. Bởi vì chú rể của chúng ta như đang muốn nói thật là nhiều, trong tấm lòng của mình đã ấp ủ biết bao nhiêu điều bấy lâu. Và hôm nay một ngày lành tháng tốt, một ngày quan trọng long trọng nhất trong cuộc đời của cô dâu và chú rể, để cho hai họ hai gia đình ngồi cạnh bên nhau chính thức chúc mừng cho hạnh phúc lứa đôi, mừng lương duyên của hai bạn từ nay nên nghĩa vợ chồng. Và chúng tôi tin chắc chắn rằng đây cũng chính là những khoảnh khắc thời gian thật là đáng nhớ và thật là nhiều kỷ niệm trong cuộc đời của hai người. Đầy niềm tin và hy vọng để cho từ nay tất cả quý vị quan khách của chúng ta đón nhận thêm một niềm vui mới lạ để tâm mừng cho hạnh phúc lứa đôi và mừng cho đôi bạn trẻ nên duyên vợ chồng. Thưa quý vị, chú rể Hồng Lĩnh và cô dâu Hà Giang, hai người chính là những thanh niên họ luôn hăng say trong công việc thường ngày và cũng khao khát một tình yêu trong sáng. Trên mảnh đất của quê hương hai xã này họ đã gặp nhau và từ đó tình yêu của hai bạn đã nên duyên hạnh phúc. Vì vậy chúng tôi những người làm chương trình không muốn để cho quý vị con khách chờ đợi thêm một giây một phút nào nữa, xin được chính thức long trọng công bố buổi lễ thành hôn của chú rể và cô dâu chính thức được bắt đầu. Chú rể và cô dâu cũng đang rất là nóng lòng chờ đợi để trao cho nhau vòng nhẫn cưới. Chiếc vòng cầu hôn mới cách đây một tháng thôi anh ta đi được đập. Và hôm nay trước sự chứng kiến của quý vị con khách gần xa, mời hai bạn hãy chính thức siết chặt tay nhau đứng dậy và trao cho nhau, đeo vào vòng tay để cho tất cả những cô gái nhìn thấy chú rể từ nay đã có vợ và tất cả những chàng trai nhìn thấy cô dâu từ nay đã có chồng. Xin lòng kính mời chú rể và cô dâu siết chặt tay nhau đứng dậy và trao cho nhau kỷ vật thiêng liêng nhất sau ngày cưới đi nào. Vòng tay của hôn và tình yêu của anh và em dành cho nhau. Quý vị gần khách của chúng ta hãy mời những người thật xinh xắn nhất và những cô gái thương thương để hướng mắt lên phía bên chứng minh tình yêu son sắt cho hai người. Đã đeo chặt vào rồi thì cấm hai người không được tháo ra đâu nha. Sau này dù có làm việc gì cũng vậy, cứ để vòng nhẫn cưới ở đó để cho tất cả bạn bè nam nữ thanh niên quý vị quan khách biết rằng hai người đã thực sự nên nghĩa vợ chồng, thỏa lòng mong mỏi của hai họ, hai gia đình từ bấy lâu nay. Thưa quý vị quan khách thân mến, và để có được ngày vui hôm nay, chắc chắn chúng ta cũng không thể quên được công ơn nuôi dưỡng sinh thành của ông bà cha mẹ, những người đã tần tảo, đã chấp chiêu, đã nuôi dưỡng để cho hai con khôn lớn. Và ngày hôm nay chính thức hai bạn đã kết duyên. Vì vậy giây phút long trọng này, ban tổ chức xin được nhường khoảng không gian long trọng nhất, xin gần đồng kính mời một bác sẽ đại diện cho hai họ, hai gia đình chính thức bước lên phía trên để mong hạnh phúc, để phát biểu đôi lời
ghi nhận tình cảm của tất cả quý vị quan khách gần xa, truyền những lời cảm ơn chân thành chân thật nhất đến tất cả quý vị và những lời dặn dò, những lời chúc mừng hạnh phúc đến cho đôi nương. Xin lòng kính mời bác đại diện cho họ hai gia đình bước lên phía trên ngay bây giờ. Thưa quý vị, đúng là câu cha giống như núi Thái Sơn và nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, để một lòng ta thương mẹ kính cha và cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Tất đồng kính mời bác lên phía trên để hạnh phúc ngay bây giờ. Quý ông quý bà, các bậc cao niên, kính thưa hai gia đình, hai họ, bà quán cô bác gần xa, kính thưa ban tổ chức cùng các bạn nam nữ đoàn viên thanh niên là bạn bè thân hữu gần xa, hôm nay là ngày vui của hai gia đình chúng tôi, ngày lễ cưới cho hai con đã được sự quan tâm của hai gia đình hai họ. Vì vậy tôi xin thay mặt gia đình họ nhà trai trước hết xin cảm ơn hai họ, hai gia đình, bạn bè thân hữu gần xa đã vượt trước thời gian đến để giữ cái ngày vui, ngày lễ cưới cả hai con, hai giáo hồn chúng tôi một cách long trọng. Qua đây cho phép tôi thay mặt gia đình họ nhà trai xin gửi đến toàn thể hôn trường của chúng ta sáng năm mới thêm tuổi mới an khang và thịnh vượng, sống hạnh phúc, sống vui, sống khỏe. Rất chân thành cảm ơn. Lời cho những người làm chương trình, xin được chuyển những lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất đến với đại diện gia đình họ nhà trai đã thay lời cho hai họ, hai gia đình chuyển những lời cảm ơn, những lời chúc mừng hạnh phúc và chúc mừng sức khỏe thành đạt trong năm mới 2014. Theo Tết dương lịch thì chúng ta đã chính thức bước vào năm mới rồi, còn âm lịch thì khoảng hơn 20 ngày nữa thôi. Tiếng pháo sẽ rộn ràng để chúc mừng cho bao nhiêu niềm hân hoan, niềm hạnh phúc sẽ tràn về trên quê hương của chúng ta. Và tiếp nối chương trình ngay sau đây, chúng ta xin đồng kính mời quý vị chúng ta hướng mắt lên phía trên để chứng kiến những tình cảm ngọt ngào thân thương nhất của hai họ, hai gia đình sẽ có những món quà rất ý nghĩa để dành tặng cho cô dâu và chú rể trong ngày vui hạnh phúc trọng đại này. Thưa quý vị, xin đồng kính mời bên phía gia đình họ nhà trai, cầu cô chú bác hoặc các anh các chị bố mẹ và bạn bè nam nữ thanh niên. Ban tổ chức của tôi không có danh sách thông tin cụ thể từng người, cho nên xin đồng kính mời bên phía gia đình họ nhà trai hãy bước lên phía trên để trao tặng những món quà ý nghĩa nhất dành cho cô dâu và chú rể. Và sau gia đình họ nhà trai cũng xin đồng kính mời bên phía gia đình của họ nhà gái cũng chuẩn bị những món quà ý nghĩa của mình để dành tặng cho các bạn hiền ngày hôm nay. Anh mắt nhớ cao bờ môi, anh nhớ em để đời nhớ suốt ngày, suốt tháng, suốt đêm anh không ngủ. Bao nhiêu đêm anh thức trắng để nhớ về em, nhớ để rồi thương, thương để rồi yêu, và yêu nhau để rồi ngày hôm nay chính thức nên duyên chồng vợ. Và giây phút này hai họ, hai gia đình đã gửi tặng những món quà rất ý nghĩa dành tặng cho cô dâu và chú rể trong ngày vui hạnh phúc trọng đại này. Ghi lại những hình ảnh đẹp nhất làm kỷ niệm sau này. Xin được trân trọng thay lời cho cô dâu và chú rể xin được chuyển những lời cảm ơn rất chân thành và sâu sắc đến tất cả những người đại diện cho gia đình của họ nhà trai đã dành tặng rất nhiều những chỉ vàng 4 số 9 dành tặng cho cô dâu và chú rể. Và thưa quý vị, đến từ quê hương của xã Nhạc Kỳ Sơn, họ nhà gái của chúng tôi cũng có những món quà rất ý nghĩa để dành tặng cho đôi bạn hiền trong ngày vui hạnh phúc long trọng này. Có một số chị rất là đẹp gái đang chính thức rời ghế của mình để bước lên phía trên dành tặng những món quà rất ý nghĩa cho cô dâu và chú rể ngày hôm nay. Xin đồng kính mời bên phía gia đình họ nhà gái. Tất cả những ai có những món quà yêu nghĩa nhất, nhà gái lên bảo là không phải đeo cho chú rể, tôi thì bảo tôi đứng hai bên đeo cho đẹp, nhất định phải đeo cho chú rể, đeo cho đẹp. Nhưng quý vị cũng nhìn thấy rất là nhiều vàng, rất nhiều những chỉ vàng đã được trao tặng cho cô dâu và chú rể.
thưa quý vị. Như vậy là tất cả mọi thủ tục đã được hai họ hai gia đình hoàn tất trong niềm vui, niềm hạnh phúc ngọt ngào của hồ bến với chú rể và cô dâu. Lúc tới khi chúng tôi xuống trực tiếp gặp chú rể có nói vui với MC như thế này. Lúc gặp cô dâu ấy thì cô dâu cũng rất là vui vẻ, và hai người đã thương yêu nhau thì cũng từ bấy lâu nay rồi. Và hai người nói với nhau như thế này: nếu mà em rằng mà em chỉ lấy anh thì để anh bán cửa bán nhà anh theo, còn một cái cối đâm bèo để anh bán nốt anh theo mình về. Nói thì nói vui trong lúc yêu vậy thôi chứ không cần bán gì cả, chỉ đến với nhau bằng tình yêu ngọt ngào nồng thắm nhất, để ngày hôm nay chính thức nên nghĩa vợ chồng theo đúng như quy luật của ông cha ta từ bao đời nay. Vì vậy giây phút long trọng này xin kính mời chú rể và cô dâu siết chặt tay nhau đứng dậy. Xin phép được hỏi chú rể, trước sự chứng kiến của đông đảo quý vị quan khách gần xa, chú rể có muốn hôn cô dâu không? Dạ thưa có. Dạ thưa có. Vậy xin đăng kính mời chú rể và cô dâu siết chặt tay nhau đứng dậy, và đồng chí máy quay ảnh viên áo cưới hành kiếm cố gắng ghi lại những tình đẹp nhất để làm kỷ niệm sau này. Hai em đứng dậy đi nào. Quay người lại với nhau một góc 45 độ, tay của cô dâu đặt vào eo của chú rể, tay của chú rể đặt lên vai của cô dâu. Ôm eo ôm gì cũng được. Và bây giờ ghé sát vào má trước môi sau. Chúng ta dành một tràng pháo tay thật dài đi quý vị ơi. Dài hơn nữa được không ạ? Lớn hơn nữa quý vị ơi. Vâng, những nụ hôn này chắc chắn sẽ là những nụ hôn hạnh phúc ngọt ngào nhất trong cuộc đời của hai người. Để từ nay hai em chính thức ở bên nhau mãi mãi. Và chúc mừng cho em bằng giờ này năm tới sẽ sinh một cháu nhỏ để bồng vào bế ra. Và phía trên bàn tiệc như quý vị nhớ nhìn thấy một chai rượu hồng đã được ban tổ chức bày sẵn. Xin đăng kính mời chú rể và cô dâu mở hai chai rượu được ban tiệc để khai cuộc cho chương trình đăng quang hạnh phúc ngày hôm nay. Xin kính mời. Sát vào nhau, mắt nhìn mắt, môi kề môi, hai người hãy uống hai ly rượu của mình. Nhẹ nhàng quá, tình cảm quá, quý vị ơi. Một tràng pháo tay dành tặng cho các bạn trẻ nữa đi quý vị ơi. Quý vị quan khách của chúng ta vừa được chứng kiến những giây phút rất hạnh phúc và rất ngọt ngào của đôi nam, các bạn trẻ Hồng Lĩnh và Hà Giang. Chắc chắn đến giây phút này sẽ hạnh phúc từ nay đến mãi mãi về sau. Điều này có quý vị chứng kiến và có cô dâu và chú rể biết. Và tiếp nối chương trình ngay sau đây, xin được đồng kính mời chú rể cùng cô dâu hãy cầm trên tay bó hoa xinh xắn nhất của cuộc đời mình. Hãy cầm thêm ly rượu để chính thức bước xuống thế giới bàn tiệc ghi nhận tình cảm của đông đảo quý vị quan khách gần xa. Đã một chút thời gian và ngọc về sự buổi lễ thành hôn này. Xin đọc kính mời hai em và đón nhận những món quà rất ý nghĩa mà tất cả quý vị dành tặng cho em hôm nay. Xin kính mời. Sống của chúng ta có biết bao nhiêu niềm vui, niềm hạnh phúc luôn tràn về.
Và chúng tôi tin chắc chắn rằng một trong những niềm hạnh phúc đó chính thức được ghi lại qua những ca khúc, những món quà âm thanh. Bởi vì tất cả các nhạc sĩ đã sáng tác lên biết bao nhiêu ca khúc để nói lên tình cảm, dâng hiến rất nhiều niềm vui. Và trong trưa ngày hôm nay, những món quà mà quý vị dành tặng cho cô dâu và chú rể đó chính là niềm vui được nhận lên gấp bội những món quà âm thanh để dành tặng cho đôi bạn hiền. Bởi vì âm nhạc luôn một món tinh thần không thể thiếu trong đời sống hàng ngày. Vì vậy chúng tôi, những người làm chương trình, xin đồng kính mời quý vị hãy hướng mắt lên phía trên để mong hạnh phúc, để đón nhận và lắng nghe những bản tình ca, những ca khúc sôi động nhất để chúc mừng cho hạnh phúc của đôi bạn hiền cho hôm nay. Và ghi nhận tình cảm đầu tiên, xin đồng thông báo và kính mời anh Hai Lúa sẽ là người mang đến những ca khúc đại diện cho anh em Xa Nhà Kỳ Lạc, gửi đến những ca khúc đầu tiên dành tặng cho cô dâu và chú rể. Xin đồng kính mời anh Hai Lúa. Chúc các bạn trăm năm hạnh phúc. Lỡ yêu em rồi, anh mới khôn. Người quên tình em, anh sẽ bước theo thầm. Và người đàn ông sẽ cho em hạnh phúc. Còn người bên anh sẽ gặp quần nào. Đẹp mãi với tu leo chạy.
ăn một miếng trầu, không ăn cầm lấy, không ăn cầm lấy cho nhau bằng lòng. Trầu này trầu tình, trầu tình. Trầu tình, trầu tình, ăn vào cho đỏ môi mình, môi ta. Miếng trầu là miếng trầu tình. Đừng ngờ đằng xa yêu nhau, em cũng còn son. Ước gì ta được, ước gì ta được làm con một nhà. Ta về thưa với mẹ cha. Xin mời các quý vị mời thuốc, mời nước, mời trầu, và cùng chung tay sẽ đắp cho hạnh phúc của hai em. Dude.